Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thị Nghĩa nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong cải cách hành chính, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tạo thuận lợi, nâng cao và hướng đến sự hài lòng cao nhất của cá nhân, tổ chức trong các giao dịch hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, ưu tiên bố trí nguồn vốn thích đáng để xây dựng chính quyền số, tập trung xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, vân vân. Đây cũng là vấn đề được thủ tướng chính phủ đề cập trong phần kết luận hội nghị. Theo đó, thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương cần tập trung thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính tiến tới xây dựng chính phủ số phát triển kinh tế số xã hội số công dân số tiếp tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh phân cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tăng cường kết nối dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường mạng quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số nhân dân xử lý nghiêm hơn nữa đội hình tín dụng đen, nhắn tin đe dọa. Đây là yêu cầu của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy, nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh diễn ra vào sáng nay về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng đầu năm. Theo Công an tỉnh, trong những tháng đầu năm, lực lượng công an đã mở 6 đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông liên quan đến tín dụng đen chân chân. Trong công tác chuyên môn, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình, tăng cường dự báo để tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về an ninh chính trị trên địa bàn, phát huy và giữ gìn thành quả đạt được trong những tháng đầu năm. Bí thư tỉnh ủy lưu ý các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh nguồn nước, tài nguyên nhân dân. Đề nghị công an tỉnh phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, ứng dụng chuyển đổi số trong đó có dữ liệu công dân để phục vụ công tác chuyên môn. Để phát triển kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp, chiều nay, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong chủ trì cuộc họp với nhóm tham mưu cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho khu vực này, đặc biệt là khu vực kinh tế cửa khẩu. Đồng Tháp dự kiến sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu theo quyết định 1580 của Thủ tướng làm cơ sở lập điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu. Cùng với đó, tăng cường bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy kết nối với các vùng lân cận và Campuchia để tạo động lực phát triển cho khu vực biên giới. Chiều nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và Quyền Lai Dung. Tại Quyền Lai Dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quyền Lai Dung nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Tập, Quyền Quỹ Diên, Chánh Văn phòng Quyền Quỹ Lai Dung. Tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Phạm Thị Nghĩa trao quyết định tiếp nhận điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Quỳnh Thị Hoài Thu, tỉnh Quỷ Diên, nguyên bí thư quyền ủy cao lãnh giữ chức vụ giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tại Sở Nội vụ, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh trao quyết định tiếp nhận điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Hữu Phước, tỉnh Quỷ Diên, nguyên bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giữ chức vụ giám đốc Sở Nội vụ. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh chúc mừng và đánh giá cao năng lực của các đồng chí vừa được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn trên cương vị mới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường cùng với tập thể đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, hôm nay mực nước tại thành phố Hồng Ngự là 2,64m, dự báo ngày mai là 2,61m, giảm 0,03m. Tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, mực nước hôm nay là 2,65m, dự báo ngày mai 2,60m, giảm 0,05m. Tại Mỹ An tháp 10, mực nước hôm nay là 1,51m, dự báo ngày mai 1,48m, giảm 0,03m. Tại thành phố Cao Lãnh, mực nước hôm nay là 1,99m, dự báo ngày mai 1,90m, giảm 0,09m. Tại Sa Đéc, hôm nay 1,71m, dự báo ngày mai 1,66m, giảm 0,05m. Nhận định 5 ngày tới, mực nước tại khu vực đồng nguồn và nội đồng tháp 10 ít biến đổi và xuống chậm, mực nước khu vực phía nam xuống dần.